Thực hư vụ xử phạt tiệm bánh mì ở Sóc Trăng 90 triệu đồng vì gây ngộ độc phải trả viện phí cho 153 người, gần 400 triệu đồng. Hôm nay ngày 13 tháng 3, trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc như sau. Do gây ngộ độc, ngoài xử phạt hành chính 90 triệu đồng, tiệm bánh mì Thu Hà còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh 4 tháng và trả mọi chi phí điều trị cho 153 người với số tiền trên 384 triệu đồng. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, ngày 12 tháng 3, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng xác nhận Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bánh mì Thu Hà số 2 đường Hai Bà Trưng, thành phố Sóc Trăng. Theo quyết định này, tiệm bánh mì Thu Hà đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật Salmonella phát hiện trong thịt nguội. Từ vi phạm này, tiệm bánh mì Thu Hà bị xử phạt 90 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động kinh doanh 4 tháng và buộc chịu mọi chi phí khám điều trị cho 153 người bị ngộ độc thực phẩm với số tiền trên 384 triệu đồng. Trước đó, vào cuối tháng 1 năm 2024, sau khi ăn bánh mì kèm pate gan, thịt nguội, chả lụa, chả bông, dưa leo, bơ mua tại tiệm bánh mì Thu Hà, có 159 người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn sốt. Trong đó có 153 người phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh Sóc Trăng và có 6 người khám cho tòa về. Trao đổi qua điện thoại cùng ngày, đại diện tiệm bánh mì Thu Hà cho biết đã nhận được quyết định xử phạt hành chính của tỉnh. Chúng tôi chấp hành mọi quyết định của cơ quan chức năng và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương chi trả chi phí khám chữa bệnh vào 8 giờ ngày 13 tháng 3 tại khóm 3 phường 1. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, những ngày qua chúng tôi rất buồn. Chúng tôi sẽ khắc phục những hạn chế, mong mọi người chia sẻ, thấu hiểu cho gia đình, đại diện tiệm bánh mì chia sẻ. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.